Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Tinh đây. Thì không biết cái tháng trước biển của con diện linh khí này nó comeback lại thì mọi người đã đổi hết chưa? Bởi vì hình như là bây giờ nó hết rồi ấy. Nhưng mà cái skin này thì mình có từ lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mình tiện thể mình chơi nên là mình làm clip cho mọi người xem cái hiệu ứng của nó luôn. Trang bị và bảng ngọc thì mình để bên góc trái màn hình thì mọi người có thể theo dõi nhé. Có hai cái lối xây dựng bảng ngọc. Đầu tiên là bùa diệt, thứ hai là ngô linh tinh. Mọi người có thể sử dụng một trong hai, nhưng mà theo ý kiến của mình ý, thì mình sẽ sử dụng ngô linh tinh, bởi vì sát thương của diện không phải là thuộc dạng sốc đam quá, nên là cái liễu mục tiêu nó không được nhanh như các con dạng sốc đam, nên là với cả sát thương của diện là duy trì theo một khoảng thời gian dài nữa, nên là mình nghĩ là nên sử dụng ngô linh tinh, thì lúc đấy sát thương của diện linh khí sẽ đều và ổn trong thời gian dài hơn là sử dụng bùa diệt. Về build đồ của diện linh khí thì các mùa ở đây có sự thay đổi. Ngày trước thì người ta hay build cái triệu mana để giúp cho diện linh khí có một lượng máu trâu hơn về lết. Nhưng mà nếu mà build như vậy thì đầu game diện linh khí rất là yếu, mà sát thương của diện linh khí dọn lính cũng cực nữa. Nên là mấy mùa gần đây thì các đồ đại thần đều đã chuyển qua là build cái mạng đà. Mình gọi tắt là cái sách vàng mana này nhé. Gọi là một là sách mana hoặc là sách vàng. Đấy, mọi người đã chuyển qua build cái sách này để diện linh khí có một lượng đam ngay từ đầu, giúp cho cô nàng dọn lính dễ hơn cũng như là đảo anh dễ hơn, mặc dù hơi mỏng nhưng mà đam thì rất là nhiều. Về bộ kỹ năng của diện linh khí thì chắc mọi người đã biết hết rồi, bởi vì diện linh khí đã được ra mắt từ rất là lâu, nên là video này mình chỉ muốn nói về cách chơi cũng như là cách đi ganh sử dụng diện linh khí sao cho hiệu quả nhất thôi. Diện linh khí có một khả năng đặc biệt, đó chính là vừa di chuyển vừa tung chiêu, nên là mình khuyên mọi người nên đem về tốc hành để khi bật ulti thì có thể vừa có thêm một chút tốc độ chạy để vừa tung chiêu cho nó mượt mà hơn, cũng như là thêm cái độ cơ động để cho diện linh khí đỡ bị bắt. Về thứ tự nâng chiêu của diện linh khí thì mình sẽ mắc chiêu 1, sau đó đến chiêu 3 và sau đó đến chiêu 2, còn chiêu cuối thì mọi người nâng theo level nhé. Mình vật đồ họa cao quá, xong rồi tự nhiên bị lag này. Khi đi đường thì không chỉ diện linh khí mà tất cả các pháp sư khác, thì mình khuyên mọi người là nên đứng cách xa lính, bởi vì kẻ địch sẽ sử dụng chiêu vào lính lúc đó, để nếu mà mình đứng gần lính thì mình cũng sẽ bị dính chiêu và mình sẽ bị lỗ máu, nên là mọi người nên đứng kéo ra. Về cách chọn lính của diện linh khí thì mọi người có thể dùng chiêu 1 để khấu diệt kẻ địch. Khi mà kẻ địch đi vào tầm ảnh hưởng của chiêu 2 thì mọi người sử dụng chiêu 2 để mê hoặc kẻ địch. Sau đó là dùng chiêu 3, nếu là phải tích đủ tầm 4 đến 5 mặt nạ thì mọi người mới dùng nhé. Chứ đừng tích được 1-2 thì dùng nó phí. Mình sẽ đi xuống bot để gank cho Nekomata này, không biết là có ăn được mạng nào không. Nếu mà không ăn được mạng nào thì mọi người nên quay trở về luôn nhé, chứ đừng ở lại ăn lính của đồng đội.
神の怒りを知る。我方式神被封印。Người nhớ giữ khoảng cách với địch nha, chứ đừng có áp sát nhiều quá mà rất dễ là bị bốc hơi đấy, bởi vì lên cái đồ này khá là mỏng nên là mọi người phải giữ vị trí cẩn thận. Nếu như bên kia không có quá nhiều các thức thần hồi máu khỏe thì mọi người có thể bỏ cái trượng giảm hồi máu đi và lên cái quạt trước, sau đó thì mọi người lên cái thần ý. Izanami là cái món ở cuối kìa, món có cái trượng màu tím ấy đấy, sau đó mọi người có thể lên cái đấy để giúp cho diện linh khí có đam nhiều hơn. Dọn lính xong là mình sẽ lên để canh cho tốt rồi này. Khi mà các bạn đi canh đến một cái lên nào đấy thì mọi người nhớ ping là tấn công nhé, hoặc là tập hợp nhé, để cho đồng đội của các bạn có thể biết là các bạn đang lên, để họ có thể chủ động tấn công hơn. Khi mà các bạn cảm thấy không nhanh được thì các bạn nên quay trở lại luôn nhé, chứ các bạn đừng có đứng núp ở đấy, bởi vì biết của kẻ địch đã ping cho đồng đội của họ nên là họ đã biết là mình xuống rồi, nên là mình nên quay trở lại lên và farm mình luôn, chứ mình đừng để lỡ một tên lính nào cả, sẽ rất là thọt. Oh,
Nếu mà chưa đủ người thì mọi người đừng lên combat như kiểu là pha này này. Vì mình đã combat khi mà mình vừa mới biến về nên là mình không lên kịp. Và kết quả là nếu mà bên kia đánh nhiều hơn, team mình có ít người hơn thì đương nhiên là combat đấy sẽ thua rồi. Mà Oro cũng sắp ra nữa, nên là mọi người thật sự phải chú ý. Nếu khi mà Oro ra thì không nên combat bừa bãi nhé, mà phải đợi đủ team thì lúc đấy chúng ta mới nên đánh nhau. Khó quá mọi người ạ, AD team bạn này khá là xanh nên là chúng ta phải thủ thôi, bởi vì cũng mới là Oro đầu thôi nên là không sao cả, chúng ta có thể thủ được. Mình nghĩ đặt chiêu 2 hack não vào cơ nhưng mà nó tốc biến lên. Tốc biến của mình cũng còn 10 giây nữa mới hồi cơ nên là thôi mình phải bỏ mạng lại pha này, bởi vì mình cũng hết chiêu rồi. I'm
是神，本应隐藏。Chơi phiên bản như kiểu là game này nó chỉ nhắm vào mỗi mình thôi, hết mình tại thế nào cũng không thoát được. Team địch chết 2-3 người rồi, hay là có thể ăn được Oro đấy, nhưng mà bạn support mình cũng không hiểu là bạn ấy làm cái gì nữa. Mình cũng hỏi chấm thật. Đấy, mấy ông bị khổ chưa? Trời, iPhone khổ lắm, nhiều khi cứ bấm nhầm vào cái nút home ấy, bực hết cả người luôn ấy. Pha này thì team bạn chết 4 người rồi. Team mình thì cứ đẩy thẳng lên và win thôi. Mèo team mình thì lết có nhiều đồ rồi nên là cũng khá là khỏe. Video mình review cũng như là hướng dẫn mọi người cách chơi của Diện Linh Khí đến đây cũng là kết thúc. Mọi người đã theo dõi cũng như là nếu mọi người thấy hay thì để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có động lực làm video trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.